đơn vị số 12 và số 14 chúng ta sẽ chuẩn bị. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi những nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu vòng ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vẹn lớn ngỡ cuối trời. Được chúc mừng tới phụ nữ của xóm nhà đã có phần trình diễn rất tuyệt vời và cũng xin được